Ê, gì? Gì? Xỉu, xỉu. Đó, 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 gì? Ê, ê, nghe tay ta đi. Đó, 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 gì? Trời, trời. Nãy giờ không có ai ấy. Để đâu á, trời ơi. Lên ra, trúng cục gạch không? Con có sao không? Con trúng đầu. Bu bê lên coi. Con bu bê. Trời ơi. Mà bu bê, con bu bê bê. Đi ra đi, đi xếp dài thì đừng bu đông quá. Con bu. Đừng bu quá. Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Pagina. Dạ hiện tại thì em đang ở huyện Mỹ Xuyên ở tỉnh Sóc Trăng đó cả nhà. Thì hôm nay em trở lại đây để chia sẻ những hình ảnh, những cái giây phút cuối cùng đưa tiễn chị Hè 40 tuổi về nơi an nghỉ cả nhà. Thì hôm nay thì cũng là một buổi sáng, giờ này thì khoảng 8 giờ cả nhà. Thì chút xíu nữa đây thì người thân là cũng đưa chị về nơi an nghỉ, đưa đến chùa để quả táng cả nhà. Thấy thì xe cũng đang chuẩn bị rồi nè cả nhà. Đây những đứa con của rồi xe lôi như là chuẩn bị đưa chị chạy quay ra chùa rồi cả nhà. Đi chùa gần đây phải không? Chùa bên đó em. Hôm nay bà con cũng có đến để đưa tiễn chị. Thôi đi đường nào ta, đi đường này quá. Vì là chở bằng cái xe này à. Tại vì trong đây cái đường hẻm khá là nhỏ. Em đi vào phía bên trong. Bên trong thì đi đứa nhỏ rồi. Đang chuẩn bị đó nè. Bà con thì cũng đến để đưa tiễn chị đi ăn cốt á. Thì chị Hè thì một cái hoàn cảnh mà em chia sẻ thì chị mắc một căn bệnh ung thư phổi cả nhà, ung thư phổi. Trong cái lúc mà nằm bệnh thì chị ăn cá chê cũng như là mắc xương, mắc thêm một căn bệnh ung thư ở cổ họng nữa. Ai à, bệnh hạ do thẹn mà té trong bia sữa. Trong bia sữa ngay tạo nắng cảnh dường sai anh do thẹn chuột té mà. Chị mất là ngày hôm trước nha cả nhà, cách đây 2 ngày thì giờ thì gia đình cũng chuẩn bị để đưa chị đến chùa để quả táng nha cả nhà. Đây là bán cha con nè cả nhà. Bây giờ thì chị ra đi thì bỏ lại chồng cùng với ba đứa con gái nha cả nhà. Đây một bé nữa đây. Bây giờ cũng chuẩn bị dọn rồi đây. Wow.
ยอดเดียนทบวงยอดเจนยังให้อ่อนดอยตัวดำมองยังหวานเปิดเจนก็ดอยยอดน้องเจนก็แสงบะทามเดียนคณะแสงดอกน้อยก็ดอยตัวละขมุบนะเฮ้ยกล้ามองตัวละมันจริงยังดักดักลอยลงเลยยอดเจนทบวงเจนมาลอยนะลอยสูงยอดมาแก้วเฮ้ยยอดดักมาเนี่ยเฮ้ยมายอดนักแสงดอกแก้วเฮ้ยเจ้าว่าน้องจำเนี่ยได้นั่งกล้ามองได้มันจริงยังอ่ะ เออสังคมมาพนาเลยเต้าเลยเต้าฟอกเลยเดี๋ยวตั้งเตี๋ยวใบมาดักยังตั้งนะเดี๋ยวตั้งกระเตี๋ยวใบยอยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาเปิดกันยังแบบโอ้ยมาจังมาในขนมแบบทอดยังกินแม่มันก่อยเดี๋ยวหนอนะเขาบอกแม่เนี่ยยอยจนถูกเมาก็ดอยเมาเนื้อจนถูกมันยังเมาไอ้จังมาเจ็บยอละกันเจอเสาขนมหมกมึงเอาขนมมาแต่ขนมเมา Rồi dọn rồi chuẩn bị đi. Đúng rồi, chuẩn bị đi. Nè, cần tiền thuốc nha mà đi á. Hay là di chuyển ra sớm ha. Di chuyển ra sớm. Tới ngoài là 8 giờ rưỡi nha. Tới ngoài 8 rưỡi đúng rồi. Đây cần ăn tua thật ơi mà nha mà bác. Bà con hôm nay thì cũng rất là đông người đến. Tao thả ăn sớm thì nó to lại cái kia. Thế bà nha, cho bật thô. ปะโทปะโทปะโทปะโทปะโทตอนนั้นยืนนั่งตั้งนั่งเตะตอนนั้นคอยกรรมฐานนี่กำลังล้างกรรมฐานเทียนเนาะจากนั้นหนักซ้ายไปอ้อยเทวันเนี้ยปะโทไอ้เป็นสอนซ้ายไปอารหังนะตรงนี้เปรียบไว้ก็ยืนเหมือนคนจำหลังสลับไปเอาอารหังได้อารหังจะทอหล่อทอมอดสักยืนจับพระเทวันเนี้ยกรรมฐานมันบุกไปอ้อยเทวันเนี้ยอารหังได้ไอ้ขณะนั้นเทียนล้างเทียนเปียกถลางเทียนเทวันเนี้ยปะโท Em để phải thôi nha em của tôi á, đó là em của tôi á, tôi thứ ba, nó thứ năm, sắp tôi anh gửi, cũng sắp nữa, lại mấy nhà đây rồi, dạ. Thấy mấy anh đi qua về, cũng không biết, dạ, dạ. Nó là em của tôi, dạ, dạ. Dạ, thôi mình đưa lên cái xe ba gác đó, mình đẩy đi á hả? Đang gác á, rồi mình lùi ra ngoài kia đó, rồi xe á, chuyển đi. Chùa nằm hướng nào vậy? Chùa mình ở hướng đó hả? Dạ. Đi đó cũng cần. Ở lên xe khác nữa hả? Ây à, dựt. Lên xe đẩy này nè. Chùa tệ một quần đô. Chùa tệ một quần đô. Hãy dân tao xe. Ui đào nạ kìa thơ, ây thơ, bạc con mong hỏi thế. Ờ dân tao cho được tao đó, cần ăn thả thóc dân chùa sắp cầm lươn bê. Cho tao nở với nhà đặt cho nó tuyệt vời rồi luôn ho nữa nè. Năm nay thì chị mới có 40 tuổi thôi nghe cả nhà, 40 tuổi không mắc một căn bệnh ung thư phổi rồi ăn xương cá lại mất xương cá chê nữa, thêm một căn bệnh ung thư dòng họng nữa. Trong cái thời gian thì nói chung là chị ăn cá đó bị mất xương rồi hơn 2 tháng, gia đình mới hay á. Bây giờ thì chị cũng ra đi rồi cả nhà, bỏ lại 3 đứa con còn rất là nhỏ. Giờ thì cũng mới vừa tụng kinh xong đó nha. Giờ cũng chuẩn bị để động quan để đưa chị ra khỏi nhà cả nha. Hai đứa con này đứng nè. Nhà cũng tội nghiệp không. Ê mê chát tô ma rê chá ca tê vê tà vô tăng sa tê vê dì âm mê tê vê tô sư ta tê vê nam mê nà ra tay tê vê bà rạc nam mê ta sa bà tay tê vê dì âm bà prum mê lô ca prum mê bà rì sa thê prum mê tà rê ta mạ prum mê
Giờ thì cũng di chuyển đi ra phía ngoài lộ cả nhà, phía ngoài lộ rồi mới lên xe. Giờ là đẩy ra ngoài lộ rồi cả nhà, đẩy ra ngoài lộ lớn rồi đầu mới có xe mà đưa đến chùa. Con đến rất là đông luôn, con người thân cũng đến để đưa tiễn chị đi đến chùa. Vậy cái đường này cũng nhỏ cả nhà, phải di chuyển chậm ra ngoài lộ rồi mới đến chùa cả nha. Giờ tụi em cũng dắt lấy xe rồi chạy đến chùa luôn cả nha. Đi, giờ mình đi lấy xe đi anh em. Đây ra ngoài chùa nó cũng gần đó. Mình tái kìa cả nha. Thằng gái kìa. Trời, đi chậm quá vậy, đi chậm quá. Đi tới ngoài lộ rồi. Gái xinh quá ha. Giờ vô anh em mình vô lấy xe cả nha. Ở đây là mọi người đi hết rồi. Nhà giờ thì anh em cũng di chuyển theo cả nha. Di chuyển theo đoàn người để đến chùa cả nha. Vô nha. Bye bye. Cái này xinh đó nè. Chào cả nhà, thì bây giờ thì tụi em cũng đã đến cái nơi mà chút xíu nữa đây thì gia đình cũng đưa chị Hẹ đến đây để làm lễ cũng như là quả táng cả nhà. Ở đây là
chùa Phú Giao cả nhà. Đây chùa Phú Giao nằm ngay quốc lộ 1A luôn nha cả nhà, tại Mỹ Xuyên ở Sóc Trăng đó cả nhà. Thì mọi người cũng đang di chuyển vào, đang di chuyển vào cả nhà. Cái lộ thì như bên đây cả nhà, lộ thì bên này cả nhà thấy không, các sư cũng đang đợi giống cả nhà. Như là cái lò ở bên đó đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Lò thì cái lò mà ôi, cái cây gì mà lá. Mọi người đi bộ luôn, từ ở nhà đi bộ qua đây luôn cả nhà. À, chùa Phú Giao bên đây rất là lớn luôn, rất là rộng lớn luôn. Chùa này quá rộng luôn. Cái này là phía sau cổng thôi. Ừ. À, cái lò thiêu nằm đâu ta? Bên đây. Đây anh Phụ. Ở đâu? Đây bên đây, không phải. Bên đây à? À. Đó. Đó đường đó đó. Đây nè. Mọi người cũng đến rồi đây. Ồ chạy dữ ha. Nhóc chạy dữ. Mấy đứa nhỏ cũng dậy theo nữa cả nhà. Mấy đứa cháu. Phía bên kia nha, bên kia đi qua đây các nhà. Anh lên hả? Ừ, anh trên xe hả? Mấy nhỏ ơi. Mấy người ngát. Hôm nay có ngủ được không anh lên? Ừ, không được.
Mấy đứa bé có ngủ không hả? Hôm thì chắc là anh thức trắng luôn. Không ngủ luôn à? Ngủ. Kêu đi ảnh đi đâu? Đứa nào? Bé này hả? Đem mẹ con đi đâu hả? Bé con nhỏ quá luôn thì khi... Cái chuyện chưa có biết mà nó đem mẹ con đi đâu. Dạ. Mới mới có 4 tuổi cho nên chưa có biết được nhiều. Nhỏ quá. Chút xíu nữa thôi thì là đúng rồi, hết gặp bé này là nhỏ hỏi. 11 tuổi còn có 4 cho con. Chứ thường ở nhà thì có gia đình vui vẻ mà tự nhiên giờ thiếu một người buồn lắm. Giận mình đó rồi. Vừa giận. Giận của chị nè cả nhà. Cái này chắc nghỉ sử dụng hay không? Đó đó. Đây con sao đâu thế? Đấy, đứa con sao trên đi mất. Đây là đứa đó. Đó đứa đó, đứa đó. Đi đâu? Đứa nhỏ hấp hương cho mẹ cái nhà. Giờ mấy thầy cũng đang làm lễ. Làm lễ. Anh có qua đây không? Anh với mấy đứa nhỏ có qua anh đây không? Đang làm lễ kìa. Qua anh kia kìa, đang làm lễ bên kia kìa. Kìa qua với mọi người kìa. Lách vé. Lách vé bằng bệnh nữa. Mình đang người thân cũng đang làm lễ. Phía sau cả nhà, phía sau cũng đang chuẩn bị củi này kia xong hết. Để đưa lên để quả thiêu các nhà. Đây là phía sau, chắc ở đây là nơi lấy cho cốt á, A Di Đà Phật. Hôm nay thì cũng đến đây để tụi em cũng đến đây để đưa tiễn chị Hè về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng mong chị được an nghỉ ha. Đây là lò thiêu tại chùa Phú Giao, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng các nhà. Ở đây có mấy cái lò thiêu luôn các nhà. Mấy cái lò thiêu. Có bố mà. Xong. Tụng xong rồi. Ừ. Ngay cái cua ơi. Ơi. Cứ nó phô phô nó cứ nó có nó có đi. Lại cua.
có sao không? Coi chúng đầu con bu bê coi con bu bê 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 coi chừng cái đầu có sao không? Chúng đầu ngã xuống chúng gạch đó. Cho mày dụng thôi. Đâu mình mất. Đăng luôn sức dầu, sức dầu cho. Đi ra đi xếp da đi đừng mua đông quá. Đừng mua quá. Đừng mua quá. Ra đi. Đừng mua quá. Ai cầm gió mày luôn. Mày luôn. Đừng mở đẹp. Ơi xin bước buồn đi. Thôi không giống rồi mà chẳng thôi. Thôi thôi sạp mặt thôi ơi. Dương lo người không quay đi đâu. Lo con nghe tụi tôi đi đâu. Thì bạn tôi sống một hàng ơi. Tôi ăn con gái. Mười nào tiếp? Mười đúng rồi. Này chị đó là gì với chị hẹ gì không? Chị mà xỉu á. Anh chị có kêu bằng chị hay gì? Bằng chị. Chị ha. Chị có cái gì hả? Kinh sốc ghi lắm không? Đau lòng quá, chị nó xỉu. Nó xỉu hết hồn. Té chúng nó bụp cái. Chúng nó bụp cái hết hồn. Ở chúng bên. Dạ. Chúng đầu nó nguy hiểm lắm. Tại không có ai đỡ. Đâu có ai biết. Đâu ai biết đâu, bất ngờ quá. Bất ngờ. Đắc lực vui lắm. Lan nhà bà đi. Xe về. Mình xe cũng chạy về. Con gái của chị mà đưa về luôn rồi. Đang ngồi chị xỉu nữa. Nè đây chịu nữa. Nó hết hồn. Một chút châm lửa lên đó. Sao không nó bỏ vô đó. Cái đốt luôn. Đâu có. Cái đó chưa đốt không? Chưa. Rồi.
giữ lại giữ lại để 110 ngày. Mày xe anh đậu đâu? Đau lòng quá không biết. Hôm nay thì cũng cắt củi rồi đây, chuẩn bị để tiến hành lễ qua thiêu. Xong một kiếp người anh ha. Cái này là phong tục phải đi mấy vòng vậy ha? Đúng rồi. Cái này là thường thường đi mấy vòng. Mấy người lại, mấy người lại là toàn là anh em không? À, ở đây là toàn là anh em trong họ không? À. Không có hàng xóm, người thân không ha? Cái người xỉu nãy là chị người xỉu của... nãy là chị ruột của bà Hè đó. À, chị ruột của đúng rồi. Ở đây luôn. Ở bên Bạc Liêu. Ờ, Bạc Liêu qua. Bạc Liêu, dạ. Trời ơi. Cái gì? Đang khóc mà dị xỉu cũng bất ngờ quá trời. Xỉu một cái đập cái bịch luôn anh. Nếu cái gì không? Trúng đầu hay sao? Nãy xỉu đập trúng đầu hay sao? Trúng đầu. Trúng đầu ngay gốc luôn. Ngay gốc luôn á. Ngay gốc luôn. Ngay cái bịch luôn á. Trúng vô rồi là cái đầu chứ. Trúng vô chỗ này nè. Không biết có gì không. Trúng vô xong cái đầu quặt ra liền. Đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy mà bây giờ là mình hiện tại là chưa biết là sao nữa. Về chắc u cục luôn quá. Chắc vậy quá. Đợi gì đi khám rồi sao biết đâu bây giờ. Để cái đập vô cái gốc. Dạ. Tại vì chị cũng hơi nặng tí á. Ờ đúng rồi, cũng hơi tép rồi hơi nặng á. Có bầm không có được. Mình sợ là cái gì mà chấn thương sọ não vậy đó. Đúng ngay gốc á. Tại vì ngay gốc này luôn mà. Dạ. Cũng hơi mệt á. Mà ngay gốc cũng nhẹ, nó trúng bên nó trúng giữa nè, ngay giữa. Ờ nếu mà ngay giữa này. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dùng nhưng mà lo lấy xe cũng bị ngon cái đầu á. Dạ. Thì ổn lắm. Nói té một cái nghe bịch như bịch muối gớt. Tại chuyện cũng nặng ký á. Đúng rồi. Đúng rồi. Này chăm xong phép đợi mấy tiếng ha. Dạ. Chắc mấy tiếng hộ. Chắc là cỡ 11 giờ á. À, chắc là tầm 3 tiếng. Dạ, 3 tiếng là đem xương và cốt á, đem vô nhà thờ. Đem nhà thờ. Vô nhà là mình ở đây ấy ra xong là đem về nhà luôn. Đem về nhà. À. Thờ tới 100 ngày. 100 ngày. Mới đem lại gửi ông Lục vô chùa lại. À. Hai cốt là mình đem về nhà xong rồi mình đem vô lại. Tới 100 ngày làm lễ làm đám 100 ngày nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ là bà mất rồi làm đám, bây giờ là rồi nè. Dạ. Yeah. Tới tính từ bà mất tới ngày làm đám nữa là 9 ngày. Dạ. Yeah. Đám 9 ngày. Yeah. Đám 9 ngày rồi lại tới đám 100 ngày là yeah. Đem giả vô chùa. À là đem vô chùa lại. Gửi ông Lục. Dạ. Yeah. Còn di ảnh thì để nhà thờ. Ảnh hay là gửi chùa không ta? Chắc để nhà quá. Chắc để muốn gửi thì nhông người thì ăn thua là chủ nhà mình thôi. À, nếu mà mình thiêu rồi mình đem vô chùa cũng được. Ừ. Tại vì thấy tội nghiệp bả mình đem vô nhà thờ vô nhà đó, mình đốt nhang 300 ngày đi. Thôi kia quay tới cái xính đó tao bỏ đi. Rồi đóng là được rồi. Đóng lại đi chú. Rồi được rồi. Bỏ ra nhà. Xong rồi đó. Rồi đó. Đem về nhà mình thờ tới 100 ngày là đem vô chùa bên đây nè, mình gửi ông Lục. Dạ. Gửi ông Lục. Ủa cái phong tục của mình là phải gửi hả? Hay là sao anh? Cái phong tục của mình là muốn phải gửi vậy đó hả? Cho cốt là phải gửi đúng không? Nếu mình để lâu quá cũng không tốt đâu. Để lâu trong nhà mình nhưng mà thấy xây ví dụ là xương cốt này nọ rất khô, cháo khó mà ngăn này nọ đó. À. Dạ. Cái đó là cũng theo phong tục thôi. À. Mình để vào chùa để nghe tụng kinh. Đúng rồi, đúng rồi.
nhiều khi cũng tốt. Dạ. Giờ mình chuẩn bị về, mọi người chuẩn bị về. Mọi người chuẩn bị về. Con cháu. Anh đây đợi luôn hay sao? Đợi luôn hả? Em về luôn mà. Chắc khoảng về mấy tiếng á. Chắc là từ 11 giờ ấy cô. Bây giờ cũng xong rồi. Hôm nay thì em đến đây để chia sẻ cũng như là gửi đến quý khán giả của Mạnh Thường Quân những hình ảnh cuối cùng người thân đưa tiễn chị Hẹ về nơi an nghỉ. Thì qua video thì cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý nhà hảo tâm của Mạnh Thường Quân đã gửi tình yêu thương trong cái thời gian vừa qua để giúp đỡ cho gia đình của chị Hẹ không may mắc bệnh cũng như là đã qua đời cả nhà. Thật sự thì sao nữa. Sắp mưa kìa chị ơi. Dạ. Đây bé này, ba bé đó cả nhà. Đây. Bé lớn nhất có 10 tuổi thôi. Hút thuốc ít thôi nha anh lên ơi, hút thuốc ít thôi nha. Buồn buồn hút nhiều quá, bệnh chết á. Chừng gãi rồi sao con mắt đổ que luôn kìa trời. Thương không? Cố lên nha anh. Sau này mình còn lo cho ba, lo cho ba bé rất là dài luôn đó anh. Bây giờ cần nhất anh chị. Là không sợ gì đâu, cần có ba đứa nữa. Anh chị sẽ đúng tới rồi. Luôn quan tâm ảnh để anh buồn quá. Anh xong cái này anh đi làm có đi làm thì anh phải gửi bé cho chị. Gửi cẩn thận nha anh. Bé còn nhỏ, bé còn quá nhỏ, đừng cho bé xuống gần gần sông suối rồi không tốt. Sao đâu bây giờ chưa cho đi làm luôn. Dạ. Chừng nào hết. Đấy, không thôi mình dạ. Giờ mình ở đây mình đợi luôn hả chị ha? Đợi luôn. Dạ. Dạ dạ dạ. Chồng cái chồng cũng thầy cũng đang làm lễ nha. Đọc kinh. Đọc kinh. Giờ thì mọi người dây người thân cũng đang đợi thôi nha. Đợi để khi mà tán xong á thì nhặt cho cốt đem về nhà còn hơn 2 tiếng nữa. Thật sự thì hôm nay anh em cũng cố gắng đến đây để chia sẻ những hình ảnh sau cùng để gửi đến quý khán giả. Thật sự cũng không biết nói gì hơn ngoài cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý khán giả trong cái thời gian vừa qua đã giúp đỡ cho gia đình tại chị quán số và chị không có qua khỏi cả nhà. Thì giờ chắc em cũng tạm phép video này ở đây cả nhà ơi, trời cũng sắp mưa rồi. Nói qua video thì cũng xin chúc quý khán giả của Mạnh Thường Quân có thật là nhiều sức khỏe, thật bình an trong cuộc sống. Em xin cảm ơn rất là nhiều, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại.